Xin chào các bạn, tôi là Lê Minh Sáng, sáng lập viên kiêm quản trị viên diễn đàn 6 sinh Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ tiếp tục với các bạn phần thứ tư của chương trình đào tạo lên 6 sinh Đại Bản của 6 sinh Việt Nam. Phần này có tiêu đề là xây dựng lưu đồ quá trình. Mục tiêu của phần này là hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng lưu đồ quá trình với sự thành công của các cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp theo, chúng ta cũng hiểu được mối liên hệ giữa lưu đồ quá trình và các cái công cụ khác, ví dụ như là FMEA hay là kế hoạch kiểm soát, còn gọi là control plan. Tiếp theo, chúng ta cũng sẽ nhận diện được cái sự khác biệt giữa lưu đồ thực tế và lưu đồ chuẩn. Mục tiêu thứ tư của cái học phần này là phân loại được các cái hoạt động gia tăng giá trị và những cái hoạt động không tạo ra giá trị gia tăng trong quá trình hình thành sản phẩm và dịch vụ và các cái tổ chức. Và cuối cùng, chúng ta hướng đến cái việc phân biệt và xây dựng được cái lưu đồ tổng thể, lưu đồ công nghệ và sơ đồ chi tiết của các cái quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ. Trước tiên chúng ta đi vào cái thảo luận về cái tầm quan trọng của sơ đồ quá trình đối với dự án Lean Six Sigma. Thì để hiểu được một cách nó đơn giản và gần gũi nhất thì tôi dẫn giải cho Linh một cái ví dụ để mọi người đều có thể hiểu được cái tầm quan trọng của cái sơ đồ quá trình đối với một dự án Lean Six Sigma. Chúng ta cứ tưởng tượng chúng ta đang tiến hành pha một ly cà phê. Mục tiêu của chúng ta là cái cốc cà phê của chúng ta nó phải hoàn hảo và phải hoàn hảo từ giọt đầu tiên cho đến giọt cuối cùng. Có đúng không ạ? Nghe ra thì cũng hơi thách thức. Nhưng mà tuy nhiên là chúng ta sẽ làm được nếu mà chúng ta có những cái điều kiện cần thiết. Ví dụ như là nguyên vật liệu này, cà phê phải là loại tốt này, đúng không ạ? Rồi thì cái máy pha cà phê phải là cái loại chuẩn này. Rồi thì chúng ta có một cái quy trình pha cà phê bao gồm các bước thực hiện này, rồi thông số setting máy này, rồi thì chế độ pha này. Và tiếp theo, nếu mà chúng ta có là người có cái kỹ năng pha và chúng ta có cái tính tuân thủ, không nóng vội, không sốt ruột, chúng ta tuyệt đối thực hiện những cái quy trình công nghệ, những cái bước công nghệ mà cái quá trình pha cà phê hoàn hảo đòi hỏi, thì chúng ta sẽ có được một ly cà phê có thể nói là hoàn hảo đến giọt cuối cùng. Đúng không? Tất nhiên nói như thế thì nó còn phụ thuộc một phần vào tâm lý nữa. Chúng ta phải có cái không gian thưởng thức nó phải hợp với cái tâm trạng của mình. Đấy là cái phần uống cà phê, phần phụ thôi, đúng không? Còn quan trọng nhất là chúng ta phải có một cái quy trình pha này, phải có một cái kỹ năng pha này, phải có nguyên vật liệu này, phải có thiết bị pha này, nó chuẩn. Đấy. Vậy thì đến đây nó nảy sinh ra một cái vấn đề là nếu cái ly cà phê của chúng ta mà nó hoàn hảo đúng như chúng ta kỳ vọng, thì chắc là mọi thứ của chúng ta cũng hoàn hảo, bao gồm cả cái quy trình công nghệ pha cà phê của chúng ta, đúng không ạ? Nói tóm lại là chúng ta chỉ có việc thưởng thức thôi. Nhưng mà tuy nhiên, giả sử như là hôm nay không phải là một ngày đẹp trời đối với chúng ta, ly cà phê chúng ta pha ra nó không được như kỳ vọng. Trong trường hợp này, chúng ta có thể làm gì để cải tiến? Nếu mà chúng ta có một cái sơ đồ công nghệ, chúng ta có những cái lưu lại những cái thông tin về thiết bị, về quy trình pha, chúng ta có thể review lại những cái đó và chúng ta có thể pha lại ly cà phê. Còn chỉ ít là lần sau chúng ta sẽ có một ly cà phê hoàn hảo hơn. Đúng không ạ? Vậy thì qua cái ví dụ đấy, anh chị em có thể hiểu được là cái tầm quan trọng của cái sơ đồ quá trình đối với cái dự án Lean Six Sigma nói chung và đối với việc kiểm soát và cải tiến quá trình quá trình. Nó giống y như là chúng ta vừa nói về cái ví dụ pha cà phê vậy. Vâng ạ, tiếp theo, ngoài ra thì cái sơ đồ quá trình ấy, nó còn là đầu vào của những cái bước phân tích tiếp sau. Trong những cái module trước tôi đã trình bày với anh chị em là cái dự án Lean Six Sigma nó có 5 bước, đúng không ạ? Đầu tiên là bước xác định vấn đề này, sau đó là bước đo lường này, tiếp theo là bước phân tích này, tiếp theo đó là bước cải tiến này, và cuối cùng là kiểm soát. Đấy, nếu mà chúng ta có cái sơ đồ quá trình và cái sơ đồ quá trình này nó như là một cái đầu vào của những bước tiếp theo. Đầu tiên là cái cung cấp cho chúng ta những cái hiểu biết về quá trình,
những cái thông tin về quá trình, đúng không? Sau đó thì nó giúp cho chúng ta thuận tiện hơn ở những cái phần tiếp theo của dự án. Trong cái slide mà tôi đang trình bày ở trên màn hình đấy, anh chị em có thể thấy cái sơ đồ đầu vào của sơ đồ quá trình đấy, đó là đầu vào của một số cái bước. Ví dụ như là đây là lưu đồ quá trình đây, nó là đầu vào của cái phần phân tích ma trận này, rồi thì sơ đồ sinh cá này, rồi từ cái ma trận là nguyên nhân và kết quả người ta triển khai ra, người ta xây dựng những cái FMEA này, và từ cái FMEA sau khi nó nhận diện được những cái rủi ro thì người ta sẽ xây dựng cái kế hoạch kiểm soát cho những cái rủi ro đó, đúng không ạ? Nhưng ngoài ra thì cái lưu đồ quá trình đấy nó còn giúp những người trong nhóm dự án nhận diện được và phân tích được các bên liên quan. Trong cái slide trước tôi cũng đã chia sẻ với anh chị em là một cái dự án Lean Six Sigma muốn thành công thì phải có sự phối hợp của rất nhiều bên, phải có sự hỗ trợ của lãnh đạo, đúng không ạ? Vậy thì cái sơ đồ xương cá này, cái sơ đồ quá trình này nó cũng giúp chúng ta nhận biết được những cái bên nào là bên liên quan, và từ đó thì chúng ta có thể đánh giá được những cái ảnh hưởng của bên liên quan để chúng ta có được những cái giải pháp để làm sao cho cái hoạt động cải tiến của dự án của chúng ta nó tiến triển tốt hơn. Ngoài ra nó còn là cơ sở để chúng ta làm những bước khác như tôi vừa nói, ví dụ như là bước cải tiến, rồi ví dụ như là bước kiểm soát sau cải tiến, thì cái phần này chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết ở các module sau. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về cái tổng quan sơ đồ quá trình. Sơ đồ quá trình thì nó chia thành mấy mức. Cái mức thứ nhất nó gọi là cái sơ đồ bậc cao. Ở trong tiếng Việt mình còn có một cái từ tương đương là sơ đồ tổng thể. Tiếp theo đó là cái sơ đồ chi tiết. Cái sơ đồ chi tiết trong tiếng Anh nó cũng theo viết tắt của từ PFD, nó viết tắt của từ Process Flow Diagram. Và tiếp theo, ở trong cái sơ đồ chi tiết này, nó có nhiều công đoạn, nhiều bước, mỗi bước nó lại được phân tích ra thành gồm nhiều cái thao tác nhỏ. Đấy, vậy thì những cái thao tác này nó còn gọi được là cái, nó còn có tên là những cái sơ đồ chi tiết, và nó giúp chúng ta hiểu được cái bên trong của cái từng công đoạn, của từng quá trình một nó như thế nào. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết của từng cái bước của sơ đồ quá trình một. Đầu tiên là chúng ta xem xét cái sơ đồ tổng thể. Sơ đồ tổng thể trong tiếng Anh nó còn gọi là macro map, thì nó là một cái sơ đồ mô tả các cái khu chính của hệ thống. Ví dụ như là trong cái quá trình sản xuất ở một nhà máy nào đó thì nó bao gồm nhiều khâu, ví dụ như là khâu hàn này, tiện này, lắp ráp này, kiểm tra này, xuất hàng. Giả sử như là ở một cái công ty cung cấp dịch vụ thì nó lại bao gồm mấy cái khâu sau, ví dụ như là đầu tiên là thu thập yêu cầu khách hàng, đúng không ạ? Sau đó là thiết kế quá trình cung cấp dịch vụ, sau đó là triển khai dịch vụ. Thế thì mỗi cái khâu này nó là một cái phần lớn, một cái phần chính ở trong cái chuỗi sản xuất và cung ứng dịch vụ và cung ứng dịch vụ của các cái tổ chức. Cái sơ đồ tổng thể này nó cung cấp cho chúng ta cái bức tranh toàn cảnh về hệ thống, và trong một số tài liệu người ta còn gọi nó là cái sơ đồ quản lý, đúng không ạ? Thì cái hệ thống quản lý của người ta sẽ được thiết lập trên cái sơ đồ tổng thể này. Và đây là cái một cái ví dụ nữa về cái sơ đồ tổng thể quá trình thử nghiệm mẫu của một cái phòng lab. Đầu tiên là chúng ta có những cái đề nghị thử nghiệm này, sau đó là chúng ta thực hiện cái công đoạn chuyển giao mẫu này, chúng ta nhận mẫu từ khách hàng, đúng không ạ? Và tiếp theo sau khi đã nhận mẫu rồi thì chúng ta tiến hành thử nghiệm những cái mẫu đó này, tiếp theo là lập báo cáo và gửi cho khách hàng này. Đấy, đấy nó là những cái khâu chính ở trong cái quá trình thử nghiệm mà chúng ta đưa ra đây để làm ví dụ để chúng ta có thể hiểu cái sơ đồ tổng thể nó là như thế nào và cái tác dụng của nó là gì, nó có thể cho chúng ta những thông tin gì. Vâng ạ, tiếp theo chúng ta sang cái phần lưu đồ dòng chảy. Lưu đồ dòng chảy thì trong tiếng Anh nó còn gọi là, nó có gọi là tên là Process Flow Diagram và nó viết tắt là PFD. Thì cái lưu đồ dòng chảy này nó là một cái sơ đồ mô tả chi tiết và tuần tự các cái công đoạn của một cái quá trình. Cái sơ đồ này nó còn được gọi là lưu đồ công nghệ hay là lưu đồ công việc. Tất nhiên là trên màn hình này, anh chị em thấy nó bao gồm từng cái công đoạn một, đúng không ạ? Trong một cái quá trình nào đó thì nó bao gồm rất nhiều công đoạn, ví dụ công đoạn 1, công đoạn 2, công đoạn 3, công đoạn 4, 5, 6, đúng không ạ? Vấn đề mà chúng ta cần phải nhấn mạnh ở đây là gì? Trong thực tế thì nó luôn luôn có những cái sự khác biệt giữa những cái lưu đồ đã được phê duyệt, đã được văn bản hóa và cái lưu đồ trong thực tế.
Vấn đề này tôi nêu ra chắc là nếu anh chị em nào làm việc lâu ở các cái nhà máy, ở trong các cái công ty cung cấp dịch vụ thì chắc là anh chị em sẽ thấy ngay. Luôn luôn có cái sự khác biệt giữa cái sơ đồ chuẩn đã được văn bản hóa, đã được phê duyệt và cái cách thức mà người ta thực hiện ở trong thực tế. Nguyên nhân của nó thì có nhiều, chúng ta sẽ đi vào từng bước sau, đúng không ạ? Thì mục đích tôi đưa ra cái này để một lần nữa nhấn mạnh cái việc quan trọng, cái tầm quan trọng của cái việc xây dựng cái lưu đồ để chúng ta có cái hướng để chúng ta nghiên cứu trong các cái slide tiếp theo. Tiếp theo ạ, về cái sơ đồ vi mô, micro map ấy. Thì cái sơ đồ vi mô này nó mô tả chi tiết các cái thao tác trình tự mà một công đoạn phải thực hiện. Trong slide trước thì chúng ta nói đến nhiều công đoạn của một cái quá trình, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta nói đến một công đoạn thì nó lại bao gồm nhiều cái bước thao tác. Thế thì cái sơ đồ chi tiết này nó có thể thể hiện là dạng sơ đồ, và đôi khi để đơn giản hóa người ta cũng có thể trình bày nó ở trong cái dạng bảng giống như là cái màn hình tôi đang xem với anh chị em ở đây. Và thế thì cái sơ đồ chi tiết này hoặc là cái bảng liệt kê thao tác này nó được dùng để nhận diện những cái hoạt động tạo ra giá trị và những cái hoạt động không tạo ra giá trị. Đấy, anh chị em có thể nhìn vào cái bảng này để thấy. Đây là thứ tự của công đoạn thứ nhất, nó có tên là công đoạn hàn ấu. Trong cái công đoạn hàn ấu này thì người công nhân phải thực hiện rất nhiều cái bước thao tác. Thao tác thứ nhất là xoay cụm chi tiết trên dây chuyền về cái hướng mà nó thuận lợi cho cái thao tác của cái đá, đúng không ạ? Cái thao tác thứ hai là tháo bỏ đầu bảo vệ. Phải tháo cái đầu bảo vệ ra thì mới hàn được. Tiếp theo, cái thao tác nữa là người ta phải lấy cái dụng cụ để người ta nong cái ống ra, nong ống to ra để hai cái ống nó nối vào với nhau cho nó dễ, đúng không ạ? Và sau đó là nong ống này, rồi sau đó là cất cái dụng cụ nong ống đi này, rồi thì lại lấy cái ống phụ thứ hai vào này, rồi gá cái ống phụ vào ống chính này. Rồi tiếp theo là lấy màu hàn này. Rồi tiếp theo là hàn này, và sau đó sau khi hàn là người công nhân phải tiến hành thổi khí để làm sạch cái bên trong của cái ống sau khi hàn, và cái thao tác cuối cùng là xoay chi tiết về cái hướng ban đầu, đúng không ạ? Thế thì những cái thao tác này tôi liệt kê ra đây để anh chị em lấy nó là ví dụ thôi, để chúng ta hiểu được là cái quá trình thì nó bao gồm nhiều cái công đoạn, trong từng công đoạn một thì nó bao gồm nhiều thao tác, và để mô tả những cái thao tác đấy, để nhận diện những cái thao tác đấy là thao tác nào có ích, thao tác nào tạo ra giá trị, thao tác nào không tạo ra giá trị gia tăng, thì người ta phải có những cái bảng hoặc là những cái sơ đồ chi tiết như thế này. Tiếp theo ạ, trong slide trước thì chúng ta có nói đến cái sự khác biệt giữa cái sơ đồ chuẩn và sơ đồ thực tế. Ở trong cái phần sản xuất tinh gọn Lean thì nó đưa ra một cái khái niệm nó gọi là nhà máy ẩn. Nguyên văn tiếng Anh của nó gọi là hidden factory. Dịch thành nhà máy ẩn hay là nhà máy chìm thì tôi thấy là trong tiếng Việt của mình nó vẫn khiên cưỡng, đúng không ạ? Thế thôi, nhưng mà hiện tại thì cũng chưa có một cái từ nào mà nó mềm mại, nó sát nghĩa hơn, thì chúng ta cứ dịch tạm thời dịch vuốt và vuốt vậy. Thì để hiểu được cái khái niệm nhà máy chìm đấy, thì chúng ta phải quay lại cái khái niệm về cái lưu đồ chuẩn, cái sơ đồ chuẩn. Thường thường trong các công ty, trong các cái tổ chức thì bao giờ cũng có những cái sơ đồ chuẩn được xây dựng lên làm căn cứ thực hiện, làm căn cứ quản lý cho các cái bộ phận chức năng. Cái quy trình chuẩn đấy người ta hay gọi là bằng cái từ viết tắt từ Anh là SOP, Standard Operating Procedure. Cái quy trình chuẩn này nó cũng là một cái tài liệu đào tạo và nó là một cái tài liệu chính thống của tổ chức. Chúng ta ban hành ra cái quy trình chuẩn và về mặt lý thuyết là chúng ta sẽ phải kiểm soát thực hiện theo đúng cái sơ đồ chuẩn đó, theo đúng cái lưu đồ chuẩn đó. Tuy nhiên trong cái quá trình vận hành tại hiện trường thì như tôi vừa chia sẻ với anh chị em, do rất nhiều nguyên nhân mà có một số cái thao tác, một số cái hoạt động khác nó có thể được bổ sung vào cái quy trình chuẩn mà chúng ta đã tiến hành phê duyệt. Nguyên nhân của cái vấn đề này ấy, thì theo quan điểm của tôi là nó có một phần ảnh hưởng từ cái hình thức đào tạo mà chúng ta quen gọi là on-job training. Đôi khi chúng ta thấy on-job training đào tạo trong công việc nó rất là thuận tiện, đúng không ạ? Chúng ta không thể nào chúng ta phủ nhận cái mặt tích cực của nó. Nhưng mà theo quan điểm của tôi,
cái gì cũng có hai mặt, mặt tích cực và mặt tiêu cực. Nếu mà chúng ta không kiểm soát cái hoạt động đào tạo trong công việc, con số truyền hình một cái chặt chẽ, có thể là dẫn đến cái tình trạng nó làm biến tướng cái quá trình của chúng ta, nó làm thay đổi cái quá trình của chúng ta, thay đổi so với tình trạng đã phê duyệt ban đầu đấy. Tất nhiên trong cái những cái thay đổi này cũng có thể có những cái thay đổi tích cực, nhưng mà cũng có nhiều cái thay đổi nó không có tính tích cực và nó thường làm chậm lại, nó làm phức tạp hóa thêm cái quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ của chúng ta. Và có một cái vấn đề nó nguy hiểm hơn nữa là những cái hoạt động bổ sung vào này nó lại không được nhận biết, nó lại không được ghi nhận bởi các cái cấp quản lý. Người vận hành vì một lý do nào đó người ta cứ phải thực hiện những cái thao tác này nhưng nó lại không được ghi nhận. Thì cái vấn đề này nó sẽ có nhiều nguyên nhân và đôi khi nó cũng khó giải thích, đúng không ạ? Cũng có những chỗ thì anh em nói là nếu mà theo quy chuẩn thì không làm được, để theo quy chuẩn thì làm nó lại có lỗi, hay là làm nó không đạt năng suất, hay là như nào đấy. Thế thì cái vấn đề đấy mà chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận sau. Còn hiện tại đến lúc này chúng ta mới chỉ ghi nhận là trong thực tế đâu đó, hoặc là thường thường nó tùy thuộc vào từng nhà máy, từng tổ chức ấy, hay có sự khác biệt giữa cái quy trình chuẩn đã được phê duyệt và cái quy trình thực hiện thực tế ở trên hiện trường. Nguyên nhân là do những cái thao tác nó được bổ sung vào trong quá trình đào tạo truyền tay, rồi thì trong quá trình thực hiện có một số anh em người ta có những cái quan điểm cá nhân của họ nên người ta cứ tự động người ta thêm vào thôi. Đấy, và những cái hoạt động này theo quan điểm của chúng tôi, mặc dù là câu đó là nó có cái tính tích cực nhưng mà xét về tổng thể nó không có cái tính hệ thống. Tiếp theo ạ, bây giờ câu hỏi đặt ra đây là tại sao phải xây dựng cái điều đồ quá trình mà chúng ta đã đưa ra từ trước, đúng ạ? Thì đến bây giờ chúng ta có thể hiểu là nếu mà chúng ta biết về quá trình thì đó là cái hoạt động đầu tiên để quản lý và kiểm soát cải tiến. Chắc không ai phản đối tôi khi tôi nói rằng nếu mà chúng ta không hiểu về quá trình, chúng ta không thể quản lý được nó, chúng ta không thể kiểm soát được nó. Và đương nhiên là chúng ta cũng không thể cải tiến được nó, đúng không ạ? Vậy thì việc xây dựng cái lưu đồ quá trình nó giúp nhóm dự án và nó giúp chúng ta xác định được đầu vào của quá trình là gì, đầu ra của quá trình là gì, chức năng của quá trình là gì, chức năng của từng công đoạn là gì, rồi thì những cái hệ thống đo lường nào cần được nghiên cứu phân tích để đánh giá độ tin cậy này, rồi thì các cái quy trình nào, những cái đặc tính nào cần nghiên cứu năng lực CPK, PPK này, rồi thì những cái hoạt động nào tạo ra giá trị gia tăng và hoạt động nào không tạo ra giá trị gia tăng. Rồi dựa trên cái sơ đồ quá trình, chúng ta cũng cần xác định được cái điểm nào là điểm cần thu thập dữ liệu. Và cái cuối cùng như chúng ta đã nói từ trước là chúng ta phân biệt được cái sự khác biệt, chúng ta nhận diện được cái sự khác biệt giữa cái lưu đồ chuẩn đã được phê duyệt bởi các cấp quản lý, bởi khách hàng và cái cách thức thực hiện ở trên thực tế. Ngoài ra cái sơ đồ quá trình nó cũng giúp chúng ta minh họa cái phạm vi của dự án, đúng không ạ? Đôi khi chúng ta không xác định đúng cái phạm vi dự án, và cái việc đấy nó cũng giúp chúng ta, nó cũng gián tiếp nó gây nên là cái sự thất bại của dự án của chúng ta. Và tiếp theo như chúng ta vừa nói nhắc lại là cái sơ đồ quá trình nó còn cung cấp đầu vào cho những cái đoạn tiếp theo, cho những cái hoạt động tiếp theo, ví dụ như là xây dựng những cái ma trận nguyên nhân kết quả, rồi thì xây dựng FMEA và kế hoạch kiểm soát, rồi thì làm cơ sở cho những cái hoạt động của các bước tiếp theo, đúng không ạ? Thì cái phần này là chúng ta đã đề cập đến từ slide trước rồi, bây giờ chúng ta chốt lại thôi. Bây giờ để hiểu thêm về cái cách thức sử dụng cái lưu đồ quá trình để cải tiến một cái sản phẩm, một cái dịch vụ nào đó, thì tôi xin chia sẻ với anh chị em một cái trường hợp ví dụ như thế này. Đây nó là một cái kịch bản về cung cấp dịch vụ. Cái kịch bản đưa ra đây là quản lý tại tổ chức A, tại công ty A, nhận thấy trong cái thời gian 3 tháng gần đây số lượng khách hàng không hài lòng có xu hướng tăng mạnh. Công ty nào cũng có những cái phần theo dõi sự hài lòng của khách hàng, đúng không ạ? Thì thông qua những cái số liệu 3 tháng gần đây là người ta thấy trong cái thời gian 3 tháng đó thì số lượng khách hàng không hài lòng có xu hướng gia tăng. Quản lý được nhân viên báo cáo là cái nguyên nhân gia tăng chủ yếu do thời gian xử lý yêu cầu dịch vụ quá lâu tại chi nhánh X của công ty tại địa bàn ABC.
tỉnh ABC nào đó, đúng không ạ? Thì nhìn vào cái trend ở trên biểu, nhìn vào cái biểu đồ này, anh chị em có thể thấy là cái trend của nó đang tăng trong vòng 3-4 tháng gần đây, cái số lượng khiếu nại của khách hàng là nó tăng đáng kể. Đấy. Vậy thì để giải quyết cái vấn đề này, công ty cử một tay đen lên 6 Sigma đến chi nhánh ABC để xác nhận nguyên nhân và cải tiến quá trình. Và dưới đây là cái các bước mà cái vị tay đen lên 6 Sigma đấy, vị ấy đã thực hiện. Bước 1 là vị họp với chủ trì quá trình để xác định cái sơ đồ tổng thể của hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ của cái công ty này. Tức là họp với cấp quản lý, để cấp lãnh đạo đấy. Sau khi đã hoàn thành cái việc họp với các cái cấp quản lý, cấp lãnh đạo để thu thập được những cái thông tin cần thiết liên quan đến quản lý, thì vị tay đen này tiếp tục họp với các cái kỹ sư quản lý quá trình cung cấp dịch vụ để xác định cái lưu đồ dòng chảy như chúng ta vừa trình bày ở trước. Và cuối cùng là người ta là vị này đến hiện trường của chi nhánh ABC để khảo sát thực tế, xem cái cách thức tiến hành, cách thức vận hành cái quá trình cung cấp dịch vụ ở trên thực tế nó như thế nào, nó có khác với những cái quy trình đã được phê chuẩn hay không, và nó có những cái vấn đề gì cần cải tiến hay không. À, đấy là cái ba bước mà cái vị tay đen này vị sẽ phối hợp cùng với nhóm cải tiến Lean Six Sigma thì thực hiện. Bây giờ chúng ta đi vào từng bước một. Đây ạ, cái bước đầu tiên là khi họp với cái cấp quản lý thì vị tay đen này đã xác định được cái sơ đồ vĩ mô quá trình cung cấp dịch vụ, bao gồm mấy cái bước này ạ. Bước thứ nhất là bước tiếp nhận thông tin yêu cầu của khách hàng, sau đó nhập thông tin vào hệ thống. Bước tiếp theo là xử lý thông tin và lập phương án cung cấp dịch vụ, sau đó là gửi phương án đến bộ phận tài chính để phê duyệt. Trong trường hợp bộ phận tài chính phê duyệt thì bộ phận chức năng sẽ thực hiện cung cấp dịch vụ, và ngược lại nếu không phê duyệt, bộ phận tài chính không phê duyệt thì cái giao dịch này sẽ bị hủy bỏ. Thì qua làm việc với lãnh đạo của cơ sở cũng như là các quản lý cấp cao, thì vị tay đen lên 6 Sigma này vị nhận diện được một số cái khu vực, căn cứ vào những thông tin được cung cấp, vị biết là nguyên nhân gây ra mất hài lòng, không thỏa mãn với khách hàng chủ yếu là đến từ cái khâu xử lý thông tin và lập phương án cung cấp dịch vụ. Và tức là đến đây anh ấy đã khoanh vùng được cái phạm vi mà cần cải tiến, đúng không ạ? Và sau khi đã khoanh vùng được cái phạm vi cần cải tiến thì anh ta sẽ tiến hành làm việc với các cái bộ phận chức năng. Để tại cái bộ phận chức năng xây dựng phương án thì nó bao gồm những cái công đoạn nhỏ như này. Bước 1 là phân tích rủi ro. Bước 2 là gửi tổ trưởng review xem xét, đúng không ạ? Tiếp theo là xây dựng cái phương án cung cấp dịch vụ. Tiếp theo đấy là gửi quản lý để review kiểm tra. Nếu quản lý chấp nhận thì sẽ được gửi sang ban tài chính mà chúng ta vừa nói lúc nãy. Còn nếu trong trường hợp quản lý mà chưa chấp nhận thì sẽ phải bổ sung chỉnh sửa cái phương án cung cấp dịch vụ này. Đây là ở trong cái phần đóng khung màu đỏ này, nó chính là cái công đoạn mà chúng ta vừa nói ở cái slide này, tức là cái công đoạn xử lý thông tin và lập phương án cung cấp dịch vụ đấy. Và ở đây chúng ta hiểu rằng cái vị tay đen lên 6 Sigma này vị đã triển khai cái khâu xây dựng phương án ra thành cái lưu đồ chi tiết như này, bao gồm công đoạn 1 là công đoạn phân tích rủi ro, công đoạn 2 là gửi tổ chức review, công đoạn 3 là xây dựng phương án cung cấp dịch vụ, công đoạn 4 là gửi quản lý bộ phận review để quản lý review, đúng không ạ? Đây là toàn bộ những cái công đoạn nhỏ ở trong cái khâu xử lý thông tin và lập phương án cung cấp dịch vụ mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình này. Ở trong cái lưu đồ chi tiết này thì cái vị Lean Six Sigma tay đen đấy, vị cũng đã có được những cái thông tin và cũng đã biết được là những cái công đoạn nào được vận hành theo cái quy trình chuẩn nào, đúng không ạ? Ví dụ như là phân tích rủi ro thì được thực hiện theo cái quy trình chuẩn SOP 95421. Rồi thì cái phần xây dựng phương án cung cấp dịch vụ thì được thực hiện theo cái quy trình chuẩn SOP 94014, đúng không ạ? Và tại những cái vị trí review kiểm tra thì đều có ghi nhận lại, đều có thu thập dữ liệu. Chữ D này tôi viết tắt từ data rồi. Okay. Thì đấy nó là những cái sơ đồ chi tiết mà cái vị Lean Six Sigma tay đen này đã triển khai làm cơ sở cho các cái bước tiếp theo. Sau khi đã xây dựng được cái sơ đồ chi tiết rồi thì vị Lean Six Sigma tay đen này sẽ cùng phối hợp với các cái
thành viên nhóm và các cái bộ phận chức năng để nhận diện ra những cái hoạt động nào, những công đoạn nào là công đoạn tạo ra giá trị và công đoạn nào là công đoạn không tạo ra giá trị gia tăng. Ở trên màn hình anh em nhìn thấy cái chữ N với A, tôi viết tắt từ non value added, có nghĩa là những cái công đoạn này là không có giá trị gia tăng. Nhìn vào cái tổng thể của cái sơ đồ chi tiết này, anh chị em thấy có rất nhiều cái công đoạn không tạo ra giá trị gia tăng, đúng không ạ? Vậy thì những cái hoạt động như thế nào được gọi là có giá trị gia tăng? Thì ở trong cái nguyên lý của Lean, người ta thống nhất với nhau là những cái hoạt động mà nó phải tạo ra giá trị gia tăng khi nó làm biến đổi nguyên vật liệu hoặc thông tin theo cái cách có ý nghĩa với khách hàng. Nên nếu mà những cái hoạt động mà chúng ta tiến hành ở trong cái quá trình của mình ấy, chúng ta thực hiện trong quá trình của mình ấy, nó không gây ra cái sự biến đổi của nguyên vật liệu, của bán thành phẩm, của thông tin theo cái cách tích cực với khách hàng, nó thẳng ra là khách hàng người ta sẵn sàng trả tiền cho những cái biến đổi đó, thì những cái hoạt động nó không đạt được cái mục tiêu đó, nó gọi là những cái hoạt động không gia tăng giá trị. Nên chúng ta nhìn ở trên cái sơ đồ của chúng ta, ví dụ như là cái phần xem xét tổ trưởng này, của tổ trưởng này, rồi tầng rồi mình gửi đi tài liệu hồ sơ, gửi phương án đi này, rồi thì mình quản lý review này, đúng không ạ? Thì cứ gửi đi gửi lại rồi thì xem xét đi xem xét lại rồi nhận về rồi lại nhận tài liệu xong lại trả về đấy. Thì những cái hoạt động như thế nó là những cái hoạt động không tạo giá trị gia tăng. Sau này chúng ta biết được là có những cái hoạt động nó không tạo giá trị gia tăng nhưng mà nó cũng cần thiết, nó là cái hoạt động cần thiết. Ví dụ như là nó cần thiết theo yêu cầu của khách hàng, theo yêu cầu của tổ chức, theo yêu cầu của pháp luật, đúng không ạ? Thì những cái hoạt động đó mặc dù nó không tạo giá trị gia tăng nhưng mà chúng ta phải thực hiện. Cái đối tượng mà Lean Six Sigma nhắm đến để loại bỏ là những cái hoạt động nó không tạo ra giá trị gia tăng và nó cũng không phải là những cái hoạt động bắt buộc mà chúng ta cần phải thực hiện theo yêu cầu của pháp luật hay là theo yêu cầu của khách hàng. Tiếp theo ạ, trong cái sửa này trước tôi có nói với anh chị em là cái vị Đài Đen Six Sigma này, sau khi họp với lãnh đạo cấp cao này, sau khi họp với các bộ quản lý quá trình này, rồi anh ta đến hiện trường, anh ta phỏng vấn những người liên quan này, để anh ta xác nhận xem là cái cách thức vận hành thực tế của cái quá trình và trên thị trường nó như thế nào. Và đây là cái bước mà anh ta nhận diện cái quá trình thực tế. Thì sau khi phỏng vấn với những người thực hiện, thì cái vị Đai Đen này người ta nhận thấy là anh ta nhận thấy là đã có một số cái hoạt động được bổ sung vào cái khâu xử lý thông tin và xây dựng phương án cung cấp dịch vụ, nên nó là hai cái phần, hai cái ô màu vàng đó. Thì cũng do một số những cái nguyên nhân như tôi đã trình bày ở trước, có thể là do đào tạo truyền tay, đào tạo on-job, hoặc là do cái tâm lý chủ quan, hoặc là đơn giản là do cái tính ngẫu hứng của một số anh chị em. Thì trước khi tiến hành phân tích thông tin, phân tích rủi ro đấy, thì người ta hay liên lạc với khách hàng và người ta thu thập những cái thông tin mà người ta cho nó là cần thiết phục vụ cho cái phần phân tích rủi ro của họ. Hai cái hoạt động này liên lạc với khách hàng và thu thập những cái thông tin bổ sung này, nó không phải là những cái công đoạn đã được phê duyệt ở trong cái quy trình chuẩn, đúng không ạ? Bởi vì ở trong cái sơ đồ vĩ mô mà anh chị em xem lúc đầu ấy, cái phần thu thập thông tin là đã do một bộ phận khác người ta thu thập rồi và người ta đã nhập vào hệ thống rồi, đúng không ạ? Đây ạ, chúng ta xem lại cái sơ đồ tổng thể đây. Phần đầu tiên là tiếp nhận thông tin này, sau đó là nhập thông tin vào hệ thống này. Nếu mà theo cái sơ đồ này thì cái bộ phận xử lý thông tin và lập phương án ấy sẽ không phải liên lạc với khách hàng nữa. Nhưng mà tại đây, tại cái thời điểm này, khi mà cái vị Lean Six Sigma Đai Đen vị đến hiện trường để khảo sát ấy, thì vị thấy là vẫn có một cái sự liên lạc với khách hàng từ những người làm cái bộ phận nào ở cái bộ phận xây dựng phương án cung cấp dịch vụ. Và đây nó cũng là một trong những cái nguyên nhân mà nó gây ra ách tắc của cái dòng chảy dịch vụ, nó làm chậm lại cái lead time của cái cung cấp dịch vụ. Còn nguyên nhân của nó như thế nào thì chúng ta sẽ bàn sau, đúng không ạ? Với cái khả năng của Lean Six Sigma Đai Đen thì chắc là anh ta sẽ dễ dàng, anh ta xác nhận được cái nguyên nhân này, anh ta xác định được cái nguyên nhân này nó là gì. Vậy thì thông qua cái ví dụ này chúng ta thấy đã có một số cái hoạt động được đưa thêm vào cái quy trình chuẩn đã được phê duyệt. Trong Lean Six Sigma theo nguyên bản tiếng Anh nó có một cái thuật ngữ nó gọi là Hidden Factory, nhà máy chìm hay là nhà máy ẩn nhỉ? Thì nó cái thuật ngữ ấy, nó dùng để chỉ những cái hoạt động đã được thêm vào, đó là những hoạt động không được chính thống, không được phê duyệt bởi các cái cấp quản lý. Chúng ta có thể nói một cách đơn giản hơn cho dễ hiểu,
là cái quá trình chuẩn nó được phê duyệt, nó đã được modify, nó đã được sửa đổi trên thị trường. Và trên thị trường đâu đó là có những cái điểm mà người ta làm nó không giống với những quy trình chuẩn. Và thông thường tôi nhắc lại là những cái điểm thế vào, những cái hoạt động thế vào này, nó không được ghi nhận bởi hệ thống và nó cũng không ghi nhận được bởi các cục quản lý. Và thường thường nó là hoạt động không tạo ra giá trị gia tăng, nó chỉ làm tăng thêm thời gian và tăng thêm chi phí, làm giảm cái năng suất thôi. Có thể đâu đó các bạn sẽ nghĩ là nếu mà không có những cái này, không có những cái công đoạn phụ trợ này thì bộ phận này không làm được, đúng không ạ? Có thể là như vậy, nhưng mà chúng ta có nhiều cách để làm. Vấn đề ở đây theo độ cải tiến Lean Six Sigma là chúng ta phải cải tiến hệ thống của mình cơ, chứ không phải là chỉ cải tiến một cái kết quả công việc của vị trí mà mình làm. Nếu mà ai cũng cải tiến theo cái cách này thì dần dần cái quá trình của chúng ta nó sẽ phình ra, nó sẽ trở nên vô cùng phức tạp, đúng không ạ? Đấy, trong cái trường hợp này, cái cách thức cải tiến tối ưu nhất theo chúng tôi là cải tiến lại cái phần thu thập thông tin và nhập thông tin dữ liệu của cái công đoạn trước, công đoạn ban đầu khi mà chúng ta tiếp nhận thông tin từ khách hàng nữa. Chứ không phải là đến đây rồi bộ phận nào cần thông tin thì mới gọi khách hàng để lấy những cái thông tin đó. Không khách hàng nào có thời gian mà phối hợp với chúng ta như thế cả, đúng không ạ? Thậm chí là có, nhưng mà chúng ta cứ tưởng tượng cùng một vấn đề có 3-4 ông cùng gọi đến mình để hỏi thì cái tâm trạng của mình nó như thế nào. Đấy, thì cách thức chúng ta làm như cái ví dụ này, nó vừa làm tăng thêm cái lượng tham của các dịch vụ, đồng thời nó vừa làm giảm đi cái sự hài lòng của khách hàng khi mà người ta tiêu dùng cái dịch vụ của chúng ta. Tiếp theo ạ, tôi xin trình bày về những cái yếu tố đầu vào đầu ra, các cái nguồn lực cần thiết ở trong cái sơ đồ chi tiết của quá trình. Ở trong cái slide trước thì chúng ta đã trình bày về cái phần các cái thao tác chi tiết, đúng không ạ? Ở trong cái ví dụ về hàn ống đấy. Đấy, thì ở cái ví dụ này cũng thế thôi, nhưng mà nó là cái phần dịch vụ. Trong cái trường hợp này ví dụ như là lễ tân nhập thông tin vào này, đúng không ạ? Thời gian là 2 phút này, rồi tổ trưởng review này 5 phút này, để phân loại khách hàng này, xây dựng phương án này 3 phút này, gửi quản lý này mất 2 phút này, rồi thì quản lý review 5 phút này, rồi thì tài chính review là 10 phút này. Thì trong cái số tổng số những cái cycle time này, anh em thấy chỉ có một số cái thông tin, chỉ có một số cái bước là nó tạo giá trị thôi, và cái thời gian của những cái bước đấy thì lại rất là ngắn, đúng không ạ? Ví dụ như là cái bước nhập thông tin này là cái bước tạo giá trị này, rồi cái bước phân loại khách hàng, xây dựng phương án cung cấp dịch vụ là bước có giá trị gia tăng này, còn ngược lại là tổ trưởng review này, rồi thì quản lý kiểm tra này, rồi thì quản lý review này, đúng không ạ? Rồi thì tài chính review này, nó đều là những cái hoạt động không tạo giá trị gia tăng. Nếu hoạt động không tạo giá trị gia tăng mà không loại bỏ được thì chúng ta phải có cái phương án chúng ta cải tiến. Chúng ta phải thực hiện nó theo cách nào đó nhanh nhất và tốn ít chi phí về nguồn lực nhất, đúng không ạ? Còn những cái hoạt động nào mà không tạo ra giá trị gia tăng mà chúng ta bỏ được thì chúng ta cứ mạnh dạn chúng ta cải tiến, chúng ta bỏ đi. Tiếp theo ạ, cho đến bây giờ thì có lẽ là thông qua cái dịch vụ này các bạn cũng đã thấy được những cái cơ hội cải tiến. Đâu đó nó đang tiềm ẩn ở cái dịch vụ mà cái công ty ABC này người ta cung cấp. Đến đây bạn đã có cái nhìn toàn cảnh về quá trình cung cấp dịch vụ, từ cái sơ đồ vĩ mô này cho đến cái lưu đồ dòng chảy này, rồi thì cho đến cái sơ đồ chi tiết. Và tôi chắc chắn rằng bạn cũng đã có những cái quan điểm của riêng mình về nguyên nhân gây ra cái tình trạng không hài lòng của khách hàng đối với công ty cung cấp dịch vụ này. Và nếu mà các bạn mất một chút thời gian, đầu tư một chút thời gian, tôi nghĩ là chỉ 5-10 phút thôi, các bạn sẽ đề xuất được những cái giải pháp cải tiến cho cái trường hợp này. Đấy, thì qua cái việc chia sẻ những cái ví dụ mà chúng ta vừa xem xét ấy, thì anh chị em thấy là cái vai trò, cái tầm quan trọng của cái sơ đồ quá trình là nó như thế nào. Và nó có rất nhiều cái, đúng không ạ? Đầu tiên là nó giúp chúng ta hiểu về quá trình này, rồi thì nó giúp chúng ta nhận diện được những cái cơ hội cải tiến này, rồi thì nó giúp chúng ta tiết giảm được những cái chi phí sản xuất và cung cấp dịch vụ này. Nó có rất nhiều cái, đúng không ạ? Tiếp theo ạ, tôi xin chia sẻ một số cái vấn đề nữa, nó cũng liên quan đến sơ đồ quá trình. Nhưng mà trong một số trường hợp ấy, thì thực tế là ở nhiều công ty là không có cái quá trình chuẩn. Cái điều này nó rất hay xảy ra với những cái công ty ấy, thực hiện những cái giao dịch, hoặc là với những cái công ty, những cái tổ chức mà cái quá trình người ta cho nó là đơn giản, ai cũng hiểu, ai cũng có thể làm được. Đấy là nó hay xảy ra ở những cái loại hình tổ chức đó.
Cái thứ nhất tôi nhắc lại là ở những cái công ty thực hiện những cái giao dịch kinh doanh giao dịch. Cái thứ hai là ở những cái công ty hoặc là những cái nhà máy mà người quản lý cho rằng là cái quá trình này thì cần gì phải ban hành quy trình tiêu chuẩn, đúng không ạ? Đấy nó là một cái nhận xét theo đấy nó là một cái quan điểm theo tôi nghĩ là nó ở góc độ nào đó thì nó cũng có ý nghĩa thật. Nhưng mà cái nguy hiểm là nếu mà chúng ta không đánh giá được đúng cái quy trình nào cần quy trình chuẩn, cái quá trình nào cần quy trình chuẩn và quá trình nào không, và nó dẫn đến tình trạng là cái quá trình và nó phức tạp đến mức đòi hỏi phải có quá trình chuẩn, quy trình chuẩn mới phải ảnh được, mà chúng ta lại nghĩ là không cần thì nó sẽ mang lại những kết quả rất là tiêu cực. Thế vậy thì với trong cái trường hợp này thì cũng không nhất thiết là chúng ta cần phải có cái quy trình chuẩn, bởi vì thực tế nó không có, đúng không ạ? Vậy bây giờ muốn tiến hành cải tiến thì chúng ta phải xây dựng từ đầu. Thế nào để xây dựng một cái quy trình, để vẽ ra một cái lưu đồ quá trình thực tế khi mà chúng ta chưa có những cái hồ sơ thiết kế, những cái hồ sơ lưu trữ để mà tham khảo. Thì trong trường hợp này chúng ta có thể xây dựng cái lưu đồ quá trình thông qua mấy cái cách như sau ạ. Cái cách thứ nhất là phỏng vấn những người vận hành liên quan. Cái thứ hai là quan sát từ thực tế vận hành của nhiều người khác nhau. Sau khi đã phỏng vấn, đã quan sát một số người nhất định rồi thì chúng ta xác nhận với những người có kinh nghiệm nên là những người có kinh nghiệm vận hành lâu dài tại hiện trường này, về cách thức vận hành phổ biến. Tại sao lại phải như vậy ạ? Thì chúng ta chắc là chúng ta không phản đối khi chúng tôi tiếp cận vấn đề là nếu mà không có quy trình chuẩn thì ai đó sẽ làm theo cái cách mà người ta cho rằng tốt, đúng không ạ? Xuất phát từ cái thực tế đó cho nên là chúng ta phải phỏng vấn nhiều người, phải quan sát nhiều người và phải xác nhận với những người có kinh nghiệm vận hành lâu năm để chúng ta biết được là cái quy trình nào, cái cách thức vận hành như thế nào được đa số người đang thực hiện ở nhà máy, đang thực hiện ở công ty. Và sau đó là chúng ta văn bản ra. Và trong cái kịch bản này thì chúng ta chỉ xây dựng được cái sơ đồ quá trình ở trạng thái hiện tại thôi, ở thời điểm hiện tại thôi, và chúng ta sẽ phân tích cái lãng phí hoặc là những cái điểm chữa tối ưu dựa trên cái lưu đồ hiện tại mà chúng ta vừa xây dựng lên. Vâng ạ, đến đây là tôi đã chia sẻ xong với anh chị em cái phần lý thuyết về xây dựng cái lưu đồ quá trình. Nhắc lại một lần nữa là cái lưu đồ quá trình là cái thao tác đầu tiên nó giúp chúng ta hiểu về quá trình. Và cứ hiểu được quá trình thì mới kiểm soát được quá trình, mới cải tiến được, đúng không ạ? Học lý thuyết thì có thể là nghe thì thấy rất là dễ hiểu. Nhưng xin chú ý là Lean và Six Sigma nó là cái phần thiên về thực hành, nó là những công cụ thực hành. Có thể anh em nghe lý thuyết thì rất là dễ hiểu, nhưng mà bắt tay vào xây dựng một cái lưu đồ, chúng ta vẫn gặp phương mắc. Vậy thì bây giờ là cái thời điểm mà chúng ta xây dựng lại cái lưu đồ của những cái hoạt động tại cái tổ chức chúng ta. Và nó là một cái bài tập thực hành. Sau khi thực hành thì chúng ta sẽ ngộ ra được nhiều cái điều hơn về cái lưu đồ quá trình. Trong cái trường hợp mà anh chị em học tập trung thì chúng ta có thể chia nhóm từ 2 đến 4 phục viên, đúng không ạ? Là mấy bước sau, thứ nhất là xây dựng cái lưu đồ sơ đồ tổng thể này, lưu đồ quá trình này, rồi thì phân tích chi tiết những cái hoạt động gia tăng và không gia tăng giá trị cho một cái hệ thống nào đó, một cái quá trình nào đó tại nơi chúng ta làm việc. Rồi thì chúng ta xây dựng cái bảng phân tích các cái đầu vào đầu ra này, các cái yêu cầu và những cái nguồn lực cần thiết này. Rồi thì chúng ta tính các cái chỉ số phân tích dư của từng công đoạn này, rồi tính hiệu suất tích lũy ATY của cả dây chuyền này. Tiếp theo chúng ta đo lường các cái chỉ số sai của tham thực tế này, tính cái hệ số cân bằng dây chuyền này, so sánh với thóc tham và nhận xét thực tế hiện tại cái quá trình của mình nó như thế nào. Đấy, sau đó thì các ban nhóm có thể chia sẻ với nhau. Trong trường hợp chúng ta học theo cái chương trình đào tạo trực tuyến, đào tạo online của 6 Sigma Việt Nam thì những cái phần này nó sẽ được tích hợp vào sau mỗi module. Các bạn sẽ phải làm và trả lời những cái câu hỏi tùy chọn, ví dụ như là trả lời theo nhiều tùy chọn hay là một tùy chọn cho những câu hỏi có sẵn. Nếu mà chúng ta trả lời được đúng thì các bạn có thể học tiếp ở phần tiếp theo. Còn nếu mà trả lời chưa đúng thì chúng ta sẽ phải trả lời cho đến khi đúng thì mới học được cái phần tiếp theo của chương trình đào tạo Lean Six Sigma của chúng tôi. Vâng ạ, xin tổng kết lại những cái nội dung chính mà chúng ta đã học. Sau mỗi phần học thì anh chị em cần phải tổng kết lại những cái nội dung chính
mà cái module này nó đã cung cấp cho chúng ta. Kiến thức chính là gì? Những cái kinh nghiệm chính là gì? Rồi thì dùng những cái kiến thức, những kinh nghiệm đó trong những cái kịch bản như thế nào? Chúng ta phải liên tưởng với thực tế, đúng không ạ? Và sau đó trong cái trường hợp có những cái câu hỏi và câu trả lời, nếu là đào tạo tập trung thì chúng ta có thể thảo luận ngay tại lớp. Còn nếu là các anh chị em học cái chương trình đào tạo trực tuyến của Liên Xô Sigma, anh chị em có thể thảo luận ở trên cái forum trên diễn đàn của chúng ta. Nếu mà chúng tôi tổ chức những cái khóa học trực tuyến như thế, thì các cái quản trị viên của diễn đàn cũng sẽ tham gia thảo luận cùng với anh chị em để chúng ta cùng nhau chia sẻ những cái kiến thức, những kinh nghiệm của mình. Tiếp theo ạ, chúng ta cũng nên suy nghĩ về cái cách thức ứng dụng cái sơ đồ quá trình để nghiên cứu và cải tiến những quá trình sản xuất hoặc là cung cấp dịch vụ của chúng ta. Tôi tuyệt đối tin tưởng rằng ai trong số anh chị em cũng đang vận hành một quá trình nào đó. Quá trình đó có thể là cái quá trình ở nơi làm việc, cũng có thể là những cái kinh doanh của riêng anh chị em. Thậm chí nó chỉ là đơn giản là cái quá trình đào tạo, quá trình dạy các trẻ con cái của mình thôi ạ. Mọi thứ nó đều diễn ra theo một cái quá trình nào đấy. Vậy thì chúng ta thử ứng dụng cái sơ đồ quá trình mà chúng ta vừa học để chúng ta cải tiến cái quá trình mà chúng ta đang vận hành. Và nhắc lại một lần nữa, cái quá trình mà chúng ta thực hành đấy không nhất thiết nó phải là ở công ty, đúng không? Không phải là ở cơ quan, có thể nó là ngay chính công việc hàng ngày, công việc cá nhân của anh chị em, công việc gia đình của anh chị em. Thế thì chúng ta phải làm như thế thì dần dần cái tư duy về quá trình, tiếp cận theo quá trình nó mới ngấm vào, dần dần từ bước nó ngấm vào chúng ta và nó mới hình thành cái tư duy Lean Six Sigma cho anh chị em được. Tiếp theo ạ, về cái thông tin trợ giúp. Trong cái slide trước tôi đã chia sẻ với anh chị em về cái diễn đàn Lean Six Sigma của chúng ta ở trên Facebook và anh chị em có thể dễ dàng truy cập vào cái đó. Hiện nay ban quản trị diễn đàn cũng đang xúc tiến xây dựng cái website sigma.com để thúc đẩy hơn nữa cái việc chia sẻ và đào tạo Lean Six Sigma cho cộng đồng của chúng ta. Thì trong tôi tin là trong một ngày không xa, trong tương lai gần, các bạn sẽ có cơ hội sử dụng những cái trang web đó. Anh chị em cũng có thể liên hệ với tôi theo địa chỉ sang.li@outlook.com.vn khi cần thiết. Vâng, cảm ơn các bạn đã tham gia khóa học. Chúc các bạn áp dụng thành công Lean Six Sigma vào công việc và trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái chương trình đào tạo tiếp theo của Lean Six Sigma Việt Nam cho cả các cái cấp độ đai trắng, đai vàng, đai xanh, đai đen và những cái khóa khác liên quan đến các cái công cụ QA/QC hoặc là những cái công cụ cốt lõi, năm công cụ cốt lõi của IATF 16949. Xin chào, hẹn gặp lại.